Vụ án này năm con người cùng lúc tấn công tôi, nếu tôi nói sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và tôi đề nghị trích xuất camera ra và tôi đề nghị bộ công an phải vào cuộc trung ương phải vào cuộc, nếu không sẽ có án mạng đổ máu xảy ra bởi vì tận cùng của sự khốn nạn rồi. Tôi đã từng nói với quý vị rằng nếu không phải là tôi thì không bao giờ ai sống nổi với cái đám lừa đảo này và tại sao nó tồn tại tới những 14 năm. Tôi nói thật với quý vị cái nỗi hận tôi lên tới cao trào và hôm nay tôi chính thức tôi sẽ gửi đơn ra tới tứ đại triều đình tại sao có thể ngang nhiên tấn công tôi ngay một nơi công an như vậy và tôi đề nghị trích xuất camera lại cái hành động của ông kính xưng si vào sỉ vào mặt tôi đi tấn công thẳng vào tôi. Quý vị ơi, quý vị có thấy còn cái sự khốn nạn tận cùng nào hơn nữa không quý vị? Và hôm qua là ngày thứ bảy. Sau khi anh Dũng vô, anh Dũng nói chuyện với nó vài câu về câu chuyện nó lấy tiền của anh Dũng để đi mua đất. Sau đó nó không mua đất, nó giật luôn của anh Dũng và anh Dũng hỏi nó có nhận tiền hay không? Nó trả lời là có nhận nhưng mà đưa cho tôi rồi, nó chưa bao giờ đưa tiền cho tôi. Anh Dũng hỏi nó là Tại sao tiền anh Dũng đưa cho nó Mà nó lại nói đổi thừa đưa cho tôi Thế thì anh Dũng đi ra Tôi bắt đầu câu chuyện đầu tiên Tôi hỏi nó đó Mày có phải là thằng đi lừa đảo chữa bệnh Người ta không hết bệnh không Có phải mày đã tự xưng mày là vua lý thế tổ không Mày có phải tự xưng mày Là là là, là coi như là qua đà tái thế không và mày có lừa tiền bạc của tao không lập tức luật sư của nó tấn công tôi ngay và luôn năm con người tấn công tôi tại công an thành phố hồ chí minh cuối cùng tôi phải la lên thì công an mới bắt đầu gọi cho người xuống để tiếp cứu vậy thì quý vị nghĩ rằng tụi nó lộng hành tới mức nào quý vị tôi nói rồi sẽ có một cuộc đổ máu xảy ra và sẽ có chuyện lớn nếu như cơ quan công an không làm rõ cái câu chuyện này và tôi đề nghị 100 lần trích xuất camera tại cái câu chuyện ngày hôm qua tại trong cái phòng làm việc ra tụi nó đã làm gì với tôi. Quý vị nghĩ xem một mình tôi mà là bị lừa đảo, trong khi đó nó đi với ai? Đi với bốn luật sư và nó năm con người sẵn sàng tấn công tôi. Quý vị nghĩ xem tôi là người bị lừa, còn nó là lừa đảo. Và bốn luật sư đi theo bảo vệ đó Cuối cùng phải đuổi bớt một người ra Còn bốn người ngồi trong phòng làm việc với tôi Với một luật sư của tôi Vậy thì quý vị nghĩ xem Cái độ cao trào của tôi Nó lên tới mức nào Cái nỗi hận thù của tôi Nó lên tới đỉnh điểm nào Nếu tôi đổi mạng được với nó Chỉ trong một trang tất Và tôi tin chắc rằng nếu câu chuyện nào còn kéo dài Sẽ có án mạng xảy ra Vì tận cùng của sự khốn nạn rồi quý vị Nếu như chồng tôi ở đó mà nhìn những con người này hành hung tôi, quý vị nghĩ sao? Sẽ xảy ra chuyện gì tại công an thành phố Hồ Chí Minh? Một nơi là công an. Vậy thì ai đã bao che cho nó để vào đó hành hung tôi vậy? Hả? Tại sao một cái nơi như vậy mà nó vào thẳng tới nó nó hành hung tôi? Chính cái thằng luật sư đó nó sòng sọc, nó xỉ vào mặt tôi. Nó tấn công vào tôi, muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Thì hãy trích xuất camera ra xem bà hằng này có nói không. Có vu khống không Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm Chứa pháp luật nếu tôi vu khống Sĩ vào mặt tôi còn nói Dơ tay lên rồi tán vào mặt tôi Chính thằng Võ Hoàng Yên Quý vị nghĩ xem tôi hận tới mức nào quý vị Tôi cay đắng tới mức nào quý vị Vậy thì tại sao chúng ta Không ngạc nhiên 14 năm qua Nó tồn tại để lừa, đi lừa đảo Cả trong và ngoài nước Tôi mới nói với con đó Thử mày là tao đi mày cũng là phụ nữ mày là tao đi mày bị lừa đi rồi mày hãy bắt lỗi tao là khi tòa án chưa kết luận nó là thằng lừa đảo tụi mày nhảy vô tụi mày binh nó tất cả đều tấn công một mình tôi năm con người trước mặt luật sư tôi và kể cả một điều tra viên ở đó sau đó ông ấy phải gọi điện thoại để cầu cứu người khác đến để mà giải quyết cái câu chuyện này thì quý vị nghĩ rằng nó kinh khủng tới mức nào nó còn luật pháp nữa không quý vị còn không quý vị và tại sao công an mời nó 8 giờ mà 6 giờ nó đã có một cái phòng riêng để ngồi rồi vì trước đây luật sư kính là điều tra viên của công an thành phố hồ chí minh cho nên tôi sẽ đưa toàn bộ câu chuyện này ra công an bộ công an để làm rõ tất cả và tại sao tôi gọi là một cú nóc ao tất cả những gì nó đã xỏ mũi dư luận tôi sẽ đưa tôi đã đưa cái điện thoại của tôi cho bộ công an niêm phong và trích xuất toàn bộ tin nhắn toàn bộ cái câu chuyện mà tôi với nó nhắn tin qua lại để nó lừa đảo tôi số tiền mấy trăm tỷ nó tưởng rằng tôi không dám đưa cái điện thoại đó ra nhưng chính tôi là cái người hạ nóc ao sau cùng khi giao cái điện thoại của tôi cho bộ công an trích xuất ra toàn bộ tin nhắn để xem nó có lừa đảo tôi không hay nó đến công an nó chối phần phạt kính thưa quý vị tôi là một con người dám sống cho một lần chân lý tôi đã đi tìm chân lý và tất cả chúng ta ai cũng đã biết rồi nhưng riêng bản thân tôi tôi phải chứng minh với pháp luật là nó có lừa đảo tôi hay không chính vì nó nhân danh từ thiện 14 năm ở tịnh độ cư sĩ nó đã đi lừa đảo biết bao nhiêu con người và bao nhiêu người đã trở thành nạn nhân của nó và khi tôi đụng vào nó thì lập tức báo chí luật sư hai mặt quý vị đã thấy rồi từ giang hồ cho đến tất cả tấn công một mình tôi và ngày hôm nay chính tuổi nó đã hành hung tôi tại bộ tại công an thành phố hồ chí minh thì tôi đề nghị rằng hãy trích xuất camera Coi bà Hằng có nói sai một lời nào không Khi hai thằng đàn ông, ba thằng đàn ông tấn công một mình tôi xỉ vả vô mặt tôi Đòi đánh tôi tại nơi đó thì quý vị nghĩ rằng Nó còn coi pháp luật là gì nữa không Vậy thì nó là luật sư hay nó là giang hồ vậy quý vị Quý vị nghĩ rằng tôi căm hận tới mức nào cái cao trào của tôi tới mức nào quý vị, quý vị hãy là tôi đi, quý vị hãy là anh Dũng đi. Quý vị sẽ hiểu được cái nỗi căm hận nó lên tới mức nào. Và đừng nói rằng camera sẽ hư nha Đừng nói như vậy nha Và tại sao Tôi nói thật với quý vị á Tôi đã mất niềm tin quá nhiều rồi Cho nên tôi sẽ ghéo gọi tới Trung ương Tới Bộ Công an phải vào cuộc Để cái câu chuyện này Nó không xảy ra án mạng Và chắc chắn nếu còn tồn tại Sẽ có án mạng đổ máu xảy ra Tôi không nhịn nổi nữa quý vị ơi vì ai cũng có một lần sống và một lần chết. Đến như vậy thì quý vị nghĩ cỡ tầm tôi mà còn bị chơi hội đồng một lúc như vậy thì ai ai sống nổi đây quý vị